Ok, xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thành Tiến và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là một cái bài học rất là quan trọng ở trong kinh doanh. Có một câu hỏi là như này: làm thế nào để mà bán cái sản phẩm của bạn nhanh hơn? Thì tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều người đều đang khao khát tìm thấy câu trả lời. Làm thế nào bạn có thể bán được cái sản phẩm của mình nhanh hơn? Hoặc một câu hỏi dạng khác là khi nào thì cái sản phẩm của bạn sẽ bán nhanh hơn, hoặc là khi nào sản phẩm của bạn sẽ bán được nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Thì trong kinh doanh có một cái khái niệm về giá trị và giá cả. Chúng ta có giá trị và giá cả. Thì hiện nay là tất cả những trường hợp, tôi ví dụ như này, một người mở một cái nhà hàng bán đồ ăn uống, một người mở một cái cửa hàng thời trang chuyên bán quần áo. Thì khi chúng ta nói về khái niệm giá cả và giá trị, thế thì ở đây khi nào sản phẩm sẽ bán được nhanh, đó là những trường hợp mà giá trị rất cao và giá cả thì thấp hơn giá trị nhiều lần. Đấy. Những trường hợp mà hiện nay đang khó bán hàng bởi vì có thể là giá cả rất cao và giá trị thấp hơn giá cả. Đấy. Tức là trong cái câu chuyện bài học này, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ là tôi đã hiểu rồi, làm thế nào có thể bán được sản phẩm nhanh. Điều đấy chỉ xảy ra khi giá trị của bạn lớn hơn giá cả nhiều lần. Và bạn sẽ bắt đầu focus và tập trung vào việc là làm thế nào tạo ra được cái gì giá trị lớn hơn cho cái sản phẩm của bạn. Tôi ví dụ một bạn đang mở ở một cái nhà hàng ăn uống, thế thì bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ là tôi sẽ tạo ra giá trị bằng cách là làm cho sản phẩm nó đẹp hơn này, nó bắt mắt hơn này, tôi sẽ làm cho sản phẩm chất lượng nó tốt hơn này, tôi có thể là tôi phục vụ nó nhanh hơn này, và cái phần giá cả của tôi làm nào đó tôi làm cho nó hợp lý hơn này. Về nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi, tức là tạo ra cái giá trị vượt hơn cái sự mong đợi khách hàng và cái giá cả thì thấp hơn giá trị. Thì tôi nghĩ đây là một cái bài học rất là quan trọng ở trong kinh doanh, và nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn sẽ thường xuyên phải nghĩ về cái câu hỏi này: làm thế nào để tạo ra được cái giá trị cao hơn nhiều lần so với giá cả. Ví dụ có thể là cùng với sản phẩm của bạn trên thị trường các đối thủ cạnh tranh đặt giá hoặc là bạn đang đặt giá là 10 đồng, nhưng nếu như cái dù là 10 đồng hay giá cả của bạn thậm chí bán 15 đồng, nhưng nếu như mà cái giá trị của bạn cao hơn giá cả rất nhiều thì thực tế khách hàng người ta vẫn mua, người ta vẫn chọn cái sản phẩm 15 đồng, người ta vẫn chọn sản phẩm 20 đồng người ta mua, chứ chưa chắc người ta đã mua sản phẩm 10 đồng, bởi vì sản phẩm 15 đồng hay 20 đồng cái phần giá trị của nó lại cao hơn rất nhiều cái giá cả đó. Và ngược lại, cái sản phẩm 10 đồng người ta không mua bởi vì giá cả là 10 đồng nhưng giá trị mà người ta nhận được lại thấp hơn cả cái 10 đồng đó. Thì tôi nghĩ đây là một cái tư duy và rất là quan trọng nếu bạn muốn là chiến thắng trong kinh doanh, cũng như là trở thành những người dẫn đầu trong công việc kinh doanh của mình. Tôi xin chúc bạn vận dụng cái ý tưởng này và gặt hái được nhiều thành công cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.